Tuần thứ ba thì các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn và lại là em Huấn Phạm đây. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về hàng Nhật thì hôm nay em muốn trân trọng giới thiệu đến anh chị em cái cặp màu hàn thiếc. Đó, hàng của Nhật, anh chị em yên tâm sử dụng nhá. Chất lượng thì anh em khỏi bàn rồi, nói chung đã nói đến hàng Nhật thì khỏi bàn rồi. Đấy, đây là một cái con công suất là 80W và 50W, đó hai con. Thì hai cái công suất này là sử dụng rất là phổ thông và em cũng bán rất là nhiều. Khách hàng sử dụng cũng rất là hài lòng và đánh giá tốt về sản phẩm thương hiệu Capucci. Đó, thì anh chị em các bạn có nhu cầu về cái dòng sản phẩm Capucci của Nhật này thì có thể liên hệ trực tiếp. Đấy, đến số hotline của em này được tư vấn này, kết bạn Zalo đuôi 309 của em thì được miễn ship, đặt hàng miễn ship. Đó, anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Đấy, thì bên em đang phân phối các mỏ hàng 50W và hàng 80W. Ngoài ra thì bên em chuyên phân phối các dòng Atomat của Nhật. Anh chị em các bạn có nhu cầu về dòng At 1 pha, At 3 pha, chất lượng và độ mới thì rất là ổn định. Đấy, thì anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này. Ví dụ như dùng tổng gia đình thì chúng ta dùng cái con Mitsubishi 50A này là cực kỳ là chất luôn, anh chị em thấy không? Đấy, tiếp điểm ốc ác còn sáng choang, hàng rất là đẹp nhá. Đó, anh chị em có nhu cầu có thể liên hệ để bên em tư vấn. Xin chào và lại anh chị em ở video sau.